Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 20. Trong lúc đó, Ê-xê-chia bị bệnh nặng gần chết. Tiên tri Ê-sai con trai A-mốt đến cùng người và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy trối lại cho nhà ngươi, vì ngươi sẽ thác chẳng sống được đâu. Ê-xê-chia bèn xây mặt mình vào phía vách và cầu nguyện Đức Giê-hô-va mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại rằng tôi đã lấy sự thành thật và lòng trọn lành đi trước mặt Chúa và làm theo điều tốt lành tại trước mặt Ngài. Đoạn, Ê-xê-chia khóc rất thảm thiết. Ê-sai chưa đi khỏi thành trong, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hãy trở lại nói với Ê-xê-chia vua của dân sự ta rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít tổ phụ ngươi phán như vậy: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, thấy nước mắt của ngươi. Này, ta sẽ chữa lành cho ngươi. Đến ngày thứ ba, ngươi sẽ đi lên đền của Đức Giê-hô-va. Ta sẽ thêm tuổi ngươi 15 năm. Ta sẽ giải cứu ngươi và thành này khỏi tay vua A-si-ri. Vì cớ ta và Đa-vít kẻ tôi tớ ta sẽ binh vực thành này. Ê-sai bèn biểu: Hãy lấy một cái bánh trái vả. Người ta lấy nó đắp trên một ung thì vua được lành. Vả Ê-xê-chia đã hỏi Ê-sai rằng: Bởi dấu nào tôi phải nhìn rằng Đức Giê-hô-va sẽ chữa lành cho tôi và đến ngày thứ ba tôi sẽ được đi lên đền của Ngài? Ê-sai đáp: Này là dấu Đức Giê-hô-va ban cho ngươi, đặng làm chứng cho ngươi biết Ngài sẽ làm thành điều Ngài đã phán ra. Ngươi muốn bắn tới trước 10 độ hay là lui lại 10 độ chăng? Ê-xê-chia đáp: Bắn tới trước 10 độ thì chẳng khó gì. Không, thà nó lui lại sau 10 độ thì hơn. Thầy tiên tri Ê-sai cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ngài bèn đem bóng đã dọi trên trắc ảnh A-cha lui lại 10 độ, là 10 độ đã xuống rồi. Trong lúc đó, Bê-rô-đác Ba-la-đan, con trai Ba-la-đan vua Babylon, gửi thơ và lễ vật cho Ê-xê-chia, vì người đã hay rằng Ê-xê-chia đau. Ê-xê-chia nghe lời các sứ giả tâu thì vui mừng, bèn dẫn chúng viếng đền là nơi chứa các vật quý, bạc, vàng, thuốc thơm, dầu quý, lại cho xem trại cơ khí và mọi vật trong kho tàng mình. Chẳng có chi trong đền hoặc trong nước mà Ê-xê-chia không cho chúng xem thấy. Tiên tri Ê-sai bèn đi đến vua Ê-xê-chia và hỏi người rằng: Các người đó nói chi và ở xứ nào đến? Ê-xê-chia đáp: Chúng đến từ xứ xa, từ Babylon. Ê-sai tiếp: Vua cho chúng xem chi trong đền của vua? Ê-xê-chia đáp: Chúng có thấy mọi vật ở trong đền ta, chẳng gì trong các kho tàng ta mà ta chẳng chỉ cho chúng xem. Ê-sai bèn nói với Ê-xê-chia rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Thì giờ sẽ đến khi mọi vật ở trong đền vua, mọi vật mà các tổ phụ vua đã chất chứa trong kho tàng cho đến ngày nay đều sẽ bị đem qua Babylon. Đức Giê-hô-va phán: Sẽ chẳng còn chi lại hết. Lại, những đứa con trai của vua do nơi vua sinh ra sẽ bị bắt dẫn đi làm hoạn quan trong đền vua Babylon. Ê-xê-chia đáp với Ê-sai rằng: Lời của Đức Giê-hô-va mà ngươi đã nói là thiện. Người tiếp: Ít nữa trong đời tôi sẽ có điều bình yên và sự vững vàng chăng? Các chuyện khác của Ê-xê-chia, sự mạnh dạn người, cuộc xây hồ chứa nước và kinh dẫn nước vào trong thành đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Ê-xê-chia an giấc cùng các tổ phụ mình. Ma-na-xê, con trai người, kế vị người. Chương 21. Ma-na-xê được 12 tuổi khi người lên làm vua. Người cai trị 55 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Hephzibah. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và theo sự thờ phượng gớm ghiếc của các dân tộc
mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Người sửa xây lại các nơi cao mà Ê-xê-chia cha người đã phá hủy, lập bàn thờ cho Ba-anh, dựng hình tượng Asera giống như của A-háp vua Israel đã làm, cúng thờ toàn cơ binh trên trời và hầu việc nó. Người cũng lập bàn thờ trong đền của Đức Giê-hô-va, mà Đức Giê-hô-va có phán về đền thờ rằng: ấy tại nơi Giê-ru-sa-lem ta để danh ta ngự. Người xây những bàn thờ cho toàn cơ binh trên trời tại nơi hai hành lang về đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người đưa con trai mình qua lửa, tập tành phép thiên văn và việc bói điềm, lập lên những đồng cốt và thầy bói. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va quá chừng, chọc giận Ngài hoài. Còn hình tượng Asera mà người đã làm thì người dựng trong đền thờ mà Đức Giê-hô-va có phán với David và Sa-lô-môn con trai người rằng: ấy trong đền này và trong Giê-ru-sa-lem, thành ta đã chọn trong các chi phái Israel mà ta sẽ đặt danh ta ngự đời đời. Nếu Israel lo gìn giữ mọi điều ta đã phán dạy, mọi luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho chúng nó, thì ta sẽ chẳng để dân Israel đi siêu lạc ngoài xứ mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. Nhưng chúng nó không nghe, chúng nó bị Ma-na-se quyến dụ làm gian ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã tuyệt diệt khỏi trước mặt dân Israel. Đức Giê-hô-va bèn cậy các tiên tri là tôi tớ Ngài mà phán rằng: vì Ma-na-se vua Giu-đa đã phạm những sự gớm ghiếc ấy và có làm ác hơn mọi điều dân A-mô-rít đã làm trước người, cùng quyến dụ Giu-đa phạm tội với hình tượng nó. Vì cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: kìa, ta sẽ giáng trên Giê-ru-sa-lem và trên Giu-đa những tai họa cả thể, đến đổi phàm ai nghe nói đến phải lùng bùng lỗ tai. Ta sẽ giăng trên Giê-ru-sa-lem dây đo Samari và cân nhà của A-háp. Ta sẽ xóa sạch Giê-ru-sa-lem như người ta chùi rửa cái dĩa rồi úp nó xuống sau khi rửa xong. Ta sẽ từ bỏ phần còn sót lại về sản nghiệp ta, phó chúng nó vào tay thù nghịch chúng nó. Chúng nó sẽ trở thành hóa tài và miếng mồi của họ, vì chúng nó làm những điều ác trước mặt ta, chọc giận ta từ ngày tổ phụ chúng nó ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay. Ma-na-se cũng đổ nhiều huyết vô tội ra, đến đổi Giê-ru-sa-lem bị ngập từ đầu này đến đầu kia. Lại phụ thêm những tội lỗi người phạm, gây cho Giu-đa phạm tội nữa và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Các chuyện khác của Ma-na-se, những công việc người và tội người đã phạm đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Ma-na-se an giấc với tổ phụ người, được chôn trong vườn của đền người, tức trong vườn U-sa. A-môn, con trai người, cai trị thế cho người. Khi A-môn lên làm vua, tuổi được 22, người cai trị 2 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Mê-su-lê-mết, con gái của Ha-rút, cháu của Dô-ba. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va y như Ma-na-se cha người đã làm. Người đi theo y một đường của cha người, hầu việc hình tượng mà cha người đã hầu việc và quỳ lại trước mặt chúng nó. Người lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, không đi theo con đường của Đức Giê-hô-va. Vả, những tôi tớ của A-môn mưu phản người và giết người tại trong đền vua. Nhưng dân của xứ giết hết thảy những kẻ phản nghịch vua A-môn và tôn Giô-si-a con trai người lên làm vua thế cho người. Các chuyện khác của A-môn và công việc người làm đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Người được chôn trong mồ mả người nơi vườn U-sa. Rồi Giô-si-a con trai người kế vị người. Chương 22. Khi Giô-si-a lên làm vua được 8 tuổi, người cai trị 31 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Giê-đi-đa, con gái của A-đa-gia, cháu Bô-cát. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của Đa-vít tổ phụ mình, không tẻ tách hoặc về bên hữu hoặc về bên tả. Năm thứ 18 đời Giô-si-a, vua sai thơ ký Sa-phan, con trai Asalia, cháu Mê-su-lam đến đền Đức Giê-hô-va mà dặn rằng:
hãy đi lên thầy tế lễ thượng phẩm hình kia. Đếm bạc đã đem đến trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, tức là bạc mà các người giữ cửa đền thờ đã thâu lấy nơi dân sự. Đoạn, hãy giao bạc ấy cho những kẻ coi sóc việc đền thờ của Đức Giê-hô-va, để họ giao lại cho thợ, sửa sang các nơi hư nứt của đền thờ, tức thợ mộc, thợ xây cất, thợ hồ, và dùng mua gỗ và đá đẽo đặng tu bổ đền lại. Song chớ tính sổ bạc giao nơi tay chúng, vì chúng vốn làm thành thật. Thầy tế lễ thượng phẩm hình kia nói với thơ ký Sa Phan rằng: tôi đã tìm được quyển luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Hình kia trao quyển sách đó cho Sa Phan và người đọc nó. Đoạn, thơ ký Sa Phan đến tìm vua, thuật lại điều này mà rằng: các tôi tớ vua đã đóng bạc tìm đặng trong đền thờ và đã giao nơi tay các người lo coi sóc công việc đền thờ của Đức Giê-hô-va. Thơ ký Sa Phan lại nói rằng: thầy tế lễ thượng phẩm hình kia có trao cho tôi một quyển sách. Đoạn Sa Phan đọc sách đó trước mặt vua. Vua vừa nghe các lời của sách luật pháp liền xé quần áo mình. Đoạn vua truyền lệnh cho thầy tế lễ hình kia, cho Ahikam con trai Sa Phan, cho Ạc Bồ con trai Mikaya, cho Sa Phan thư ký và cho Asaya đầy tớ của vua mà rằng: hãy đi cầu vấn Đức Giê-hô-va cho ta, cho dân sự và cho cả Giu-đa về các lời của sách mới tìm được. Vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng chúng ta thật là lớn lao. Tại tổ phụ chúng ta không có nghe theo các lời của sách này và không làm theo điều đã truyền phán cho chúng ta. Vậy, thầy tế lễ hình kia, Ahikam, Ạc Bồ, Sa Phan và Asaya đi tìm nữ tiên tri Hunda, vợ của Sa-lum, người giữ áo lễ, con trai của Tiết-va, cháu của Hạc-ha, người ở tại Jerusalem trong quận thứ nhì. Chúng nói chuyện với nàng. Nàng bèn nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel nói như vậy: hãy nói với người sai các ngươi đến ta rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta sẽ dẫn tai họa trên chỗ này và trên dân cư nó, làm hoàn thành mọi lời của sách mà vua Giu-đa đã đọc. Bởi vì dân Giu-đa đã lìa bỏ ta, đốt hương cho các thần khác, chọc ta giận vì các công việc của tay chúng nó, nên cơn giận ta sẽ nổi lên cùng chỗ này không hề nguôi. Còn về vua Giu-đa đã sai các ngươi cầu vấn Đức Giê-hô-va, thì hãy nói với người rằng: về các lời người đã nghe Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này và nghịch cùng dân cư nó rằng chỗ này sẽ bị phá hoang, dân cư trở thành rủa sả, thì ngươi có lòng mềm mại hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, xé quần áo mình và khóc lóc trước mặt ta. Bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi. Kìa, ta sẽ thâu ngươi về cùng các tổ phụ ngươi, và ngươi sẽ được thâu vào nơi mồ mả ngươi cách bình an, và mắt ngươi sẽ chẳng thấy những điều tai họa mà ta toan giáng xuống trên chỗ này. Chúng bèn tâu lại cho vua những lời ấy. Thi Thiên 127. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sinh trong buổi đan thì khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình. Người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành. Sách Sa-cha-ri chương 1. Tháng 8, năm thứ 2 Darius, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng đấng tiên tri Sa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi cháu Y-đô mà rằng: Đức Giê-hô-va đã rất không bằng lòng tổ phụ các ngươi. Vậy, ngươi khá nói cùng chúng rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, hãy trở lại cùng ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi.
Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy: Chớ như tổ phụ các ngươi, các tiên tri xưa kia đã kêu họ mà rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Bây giờ khá xây bỏ đường dữ và việc làm dữ của các ngươi. Nhưng họ chẳng nghe, chẳng hề để ý nghe ta. Đức Giê-hô-va phán vậy: Chớ nào tổ phụ các ngươi ở đâu, và những tiên tri ấy có sống đời đời chăng? Song những lời phán và lệ luật ta đã truyền cho tôi tớ ta là các đấng tiên tri, há chẳng kịp đến tổ phụ các ngươi sao? Nên họ đã trở lại và nói rằng, mọi điều mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã định làm cho chúng ta theo như đường lối và việc làm của chúng ta, thì đã làm cho chúng ta như vậy. Ngày 24 tháng 11 là tháng Sê-bát, trong năm thứ hai Đa-ri-út, có lời của Đức Giê-hô-va phán cho đấng tiên tri Sa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, cháu I-đô như vậy: Ta thấy trong ban đêm, này, có một người cưỡi ngựa hồng đứng trong những cây sim ở nơi thấp, và đằng sau người có những ngựa hồng, ngựa xám, ngựa trắng. Ta nói rằng, hỡi chúa tôi, những ngựa ấy nghĩa là gì? Thì thiên sứ nói cùng ta bảo ta rằng, ta sẽ chỉ cho ngươi những ngựa này nghĩa là gì. Người đứng trong những cây sim đáp rằng, đây là những kẻ mà Đức Giê-hô-va sai đi lại trải qua đất. Chúng nó bèn đáp lại cùng thiên sứ đứng trong những cây sim rằng, chúng tôi đã đi lại trải qua đất, này cả đất đều ở yên và im lặng. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp rằng, hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài sẽ không thương xót Jerusalem và các thành của Giu-đa cho đến chừng nào, là những thành Ngài đã nổi giận nghịch cùng nó 70 năm nay. Đức Giê-hô-va lấy những lời lành, những lời yên ủi đáp cùng thiên sứ đang nói với ta. Đoạn, thiên sứ đang nói cùng ta bảo ta rằng, khá kêu lên và nói rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân có phán, ta vì Jerusalem và Si-ôn động lòng ghen quá lắm, và ta rất không đẹp lòng các dân tộc đang yên vui, vì ta hơi không bằng lòng, và chúng nó càng thêm sự khốn nạn. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta lấy lòng thương xót trở về cùng Jerusalem, nhà ta sẽ xây lại trong nó, dây mực sẽ giăng trên Jerusalem. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hãy kêu lần nữa mà rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Các thành ta sẽ còn đầy tràn sự thịnh vượng, Đức Giê-hô-va sẽ còn yên ủi Si-ôn và còn kén chọn Jerusalem. Đoạn, ta ngước mắt lên, ta nhìn xem, này có bốn cái sừng. Ta bèn nói cùng thiên sứ đang nói với ta rằng, những vật ấy là gì? Người đáp cùng ta rằng, ấy là những sừng đã làm tan tác Giu-đa, Israel và Jerusalem. Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem bốn người thợ rèn, thì ta hỏi rằng, những kẻ này đến làm chi? Ngài đáp rằng, ấy đó là những sừng đã làm tan tác Giu-đa, cho đến nỗi không người nào ngóc đầu lên được. Nhưng những kẻ này đã đến để làm kinh hãi chúng nó, và để ném xuống những sừng của các nước đã cất sừng lên, nghịch cùng đất Giu-đa, đặng làm tan tác nó. Chương 2. Ta lại ngước mắt lên và nhìn xem, kìa, một người cầm dây đo trong tay. Ta bèn nói cùng người rằng, ông đi đâu? Người đáp rằng, ta đi đo Jerusalem để xem bề rộng và bề dài nó là bao nhiêu. Này, thiên sứ đang nói cùng ta bèn đi ra, và một thiên sứ khác đi ra đón người và bảo người rằng, hãy chạy nói cùng người trai trẻ đó rằng, Jerusalem sẽ có dân cư và như làng không có tường thành, vì cớ rất đông người và súc vật ở giữa nó. Vì ta, Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh nó, và sẽ làm sự vinh hiển ở giữa nó. Đức Giê-hô-va phán, hè, hè, các ngươi khá trốn khỏi đất phương Bắc, vì ta đã làm cho các ngươi tan tác như bốn gió của trời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi Si-ôn ở với con gái Babylon, hè, ngươi khá trốn đi. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, sau sự vinh hiển, rồi Ngài sai ta đến cùng các nước cướp bóc các ngươi. Vì ai đụng đến các ngươi, tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài. Vì này,
ta sẽ đưa tay lên trên chúng nó. Chúng nó sẽ làm mồi cho tôi tớ mình, và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến. Hỡi con gái Si-ôn, hãy hát mừng và vui vẻ, vì này ta đến và ta sẽ ở giữa ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phụ Đức Giê-hô-va và trở nên dân ta. Ta sẽ ở giữa ngươi, ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ được Giu-đa làm phần sáng nghiệp Ngài trong đất thánh, và Ngài sẽ còn kén chọn Jerusalem. Mọi xác thịt khá nín lặng trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài. Chương 3. Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ Giê-hô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên hữu người đặng đối địch người. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan rằng: Hỡi Sa-tan, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi, nguyền Đức Giê-hô-va là đấng đã kén chọn Giê-ru-sa-lem quở trách ngươi. Chớ thì, này há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao? Vả Giê-hô-sua mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng: Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-sua rằng: Hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. Ta bèn nói rằng: Khá đội mũ sạch trên đầu người. Thì người ta đội trên đầu người một cái mũ sạch, đoạn mặc áo sống cho người. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đang đứng đó. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn đối chứng cùng Giê-hô-sua rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Nếu ngươi bước đi trong đường lối ta, vâng giữ điều ta dạy phải giữ, thì ngươi sẽ được xét đoán nhà ta và canh giữ hiên cửa ta. Ta sẽ cho ngươi bước đi trong hàng những kẻ đứng chầu này. Hỡi Giê-hô-sua thầy tế lễ cả, ngươi cùng bạn hữu ngươi ngồi trước mặt ngươi hãy nghe, vì những kẻ này làm dấu. Này, quả thật, ta sẽ làm cho đầy tớ ta là chồi móng giấy lên. Vì này, hòn đá mà ta để trước mặt Giê-hô-sua chỉ một hòn mà có 7 con mắt. Này, ta sẽ chạm chỗ nó, và ta sẽ cất sự gian ác khỏi đất này trong một ngày. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Trong ngày đó, các ngươi ai nấy sẽ mời kẻ lân cận mình dưới cây nho và dưới cây vả. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.